Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBTN DC, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi Tiếng Nói Cử Tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Trong lúc máy bay Air Force One của Tổng thống Trump vừa đáp xuống Hà Nội để tham dự thượng đỉnh lần thứ nhì với Chủ tịch Kim Jong-un, lãnh tụ Bắc Hàn, trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, thì ông Mike Cohen, cựu luật sư của Tổng thống trong 10 năm qua, cũng vừa bước vào ngưỡng cửa Quốc hội để điều trần về sự liên hệ của ông với Tổng thống Trump. Cử tri có nghĩ là thượng đỉnh lần nhì này mang lại kết quả cụ thể gì trong những điểm mà hai bên đã đồng ý bàn luận trong cuộc họp lần đầu tại Singapore không? Trước hết, Hoa Kỳ đòi hỏi Bắc Hàn xóa bỏ sản xuất hạt nhân toàn diện dưới sự giám định quốc tế theo quy chế của Liên Hiệp Quốc. Hai nữa, Bắc Hàn có chịu ký hiệp ước hòa bình với Nam Hàn rồi mở cửa ra để phát triển kinh tế như Nam và Bắc Việt Nam hay Đông và Tây Bá Linh bên Đức đã thực hiện thành công không? Sau những photo op chụp hình hai nhà lãnh đạo ôm nhau thân thiết, thì Tổng thống Trump vừa bỏ ra về Hoa Kỳ sớm vì Bắc Hàn đòi hỏi ông hủy bỏ trước biện pháp trừng phạt kinh tế đối với họ, mà ngược lại, Bắc Hàn không hủy bỏ sản xuất hạt nhân. Như thế, Tổng thống Trump mang về sự thất bại và hổ thẹn, chịu trắng tay như bốn tổng thống tiền nhiệm của ông đã bị lường gạt trước đó. Về đến Hoa Kỳ, Tổng thống Trump phải nhức đầu với tình huống luật sư Mike Cohen chịu làm chứng trên Quốc hội, nói Tổng thống là một kẻ bịp bợm, lừa đảo và kỳ thị chủng tộc. Chúng ta còn nhớ trong cuối năm 2018, ông Cohen bị kết án 3 năm tù, cộng thêm 2 triệu Mỹ Kim tiền phạt, sau khi thừa nhận trốn thuế và nói dối. Này, sự hợp tác của luật sư Cohen trong các cuộc điều trần trên Quốc hội đang gây nhiều sôi nổi và mối đe dọa cho ông và gia đình ông gặp phải. Luật sư Cohen thú nhận là đã che chở cho Tổng thống trong thập niên qua, nhưng nay dám cáo buộc Tổng thống phạm pháp khi nói Tổng thống đã biết trước về vụ WikiLeaks tung email bị đánh cắp tại văn phòng đảng Dân Chủ để làm tổn hại đối thủ là bà Hillary Clinton. Ông Cohen còn khai thêm là Tổng thống chỉ đạo cho ông lập các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử tổng thống một cách bất hợp pháp trong năm 2016. Ngoài ra, ông cũng đưa ra bằng chứng về việc Tổng thống Trump muốn xúc tiến xây dựng tháp Trump Tower tại Moscow bên Nga, kéo dài đến thời kỳ tổng thống đang vận động tranh cử. Cử tri có đồng ý là sau khi 35 nhân viên thân cận với Tổng thống Trump bị tòa truy tố và đã nhận tội, rồi nay những cáo buộc của luật sư Cohen được phanh phui ra sẽ gây bất lợi cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020 cho Tổng thống Trump không? Tuy vậy, Tổng thống Trump vẫn gọi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Bob Mueller là một cuộc săn phù thủy và lời khai của luật sư Cohen toàn là nói dối. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phóng sự tiệc tân niên mừng xuân Kỷ Hợi do Hội Cao niên Việt Nam Orlando tổ chức vào ngày 23 tháng 2, 2019 tại Enchanted Night do Thu Thủy SPTN Tampa thực hiện. Thu Thủy xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019, chúng tôi hiện đang có mặt tại hội trường Enchanted Night để chung vui vui xuân cùng hội cao niên người Việt tại vùng Orlando. Chương trình bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 12 giờ khuya. Thưa quý khán giả, tiệc tân niên mừng xuân Kỷ Hợi 2019 do Hội Người Việt Cao niên Orlando tổ chức trong tinh thần thân ái của gia đình,
của bạn hữu, của đồng hương hải ngoại gần xa. Vừa mừng xuân, mừng thọ và để cùng nhau tiếp nối giữ gìn truyền thống tốt đẹp văn hóa quê nhà. Em nghe khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ các thanh vàng nhuộm áo Hà Đông. Anh nhớ nơi này vẫn luôn chờ chờ. Hồi Cao Niên Ngọc Lăng Đô thành lập từ năm 1975, như thế này là gần 35 năm. Hội viên lúc bắt đầu 2006 chỉ có vài chục người, nhưng mà đến nay đã gần 400 triệu người. Hội Cao Niên đặt cái lòng dân đại lên trên hết, tất cả mọi người đều phục vụ cho người Cao Niên, đem lại cái sự thoải mái tinh thần trong cái tuổi xế chiều của người Cao Niên. Nhân dịp xuân về Tết đến, Hội Cao Niên rất là hoan hỷ đón chào tất cả quý hội viên và thân hữu trong đêm hôm nay. Và nhân cơ hội này, Hội Cao Niên xin gửi đến tất cả quý đồng hương hải ngoại ở thành phố Lăng Đô, địa bàn Florida, một năm mới an khang thịnh vượng. Chào Thủy của đài SBTN, chào tất cả quý vị khán giả. Và đầu năm Kỷ Hợi 2019, con cũng xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc tràn đầy, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Người Việt chúng ta luôn yêu kỷ niệm, gắn bó với truyền thống, nên dù ở tuổi đã không còn trẻ, các cụ vẫn không ngừng sinh hoạt, vẫn luôn tạo niềm vui, kỷ niệm, hạnh phúc qua các chương trình lễ hội. Thờ hương ngộ cố tri nhằm mục đích kết nối thân tình, tương thân tương trợ, chia sẻ kiến thức về sức khỏe, đời sống, gia đình, văn chương nghệ thuật, kinh nghiệm sống và nhắc nhở nhau hãy sống vui, sống khỏe, tận hưởng mỗi phút giây còn lại trong lứa tuổi xế chiều. Nhân dịp xuân về, xin kính chúc quý khách giả, quý vị hiện tại nơi đây một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều may mắn trong năm Kỷ Hợi. Xin cảm ơn cô Thủy và xin cảm ơn quý vị khán giả đã đang theo dõi chương trình này. Tối hôm nay Hội Cao Niên của trung tâm Florida, Orlando có tổ chức một buổi tiệc tân mừng tân niên và với cũng có người tham dự thật là đông đảo, tham dự đông đảo hơn cái mức mà ban tổ chức tưởng tượng. Cái điều đó cũng có nghĩa là những ngày tháng này những người Cao Niên cảm thấy rằng tìm lại một cái niềm vui cho tuổi già và đã hẹn nhau và đã đến. Chúng tôi nhân dịp này thay mặt cho ban tổ chức, tôi cũng là thành phần ở trong ban cố vấn, xin thay mặt cho tất cả để gửi đến cho quý đồng hương, quý đồng bào, quý thân hữu một năm mới thật an khang và thịnh vượng, và chúng ta cũng có thể trong những cái giây phút còn lại trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đóng góp một phần nào đó cho cái công cuộc mà làm sao chúng ta có thể cứu nguy cho đất nước trong cái giai đoạn mà đầy khó khăn thử thách trước mắt của chúng ta. Đó là vấn đề hán hóa mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã mỗi ngày một chìm sâu trong cái tinh thần nô lệ ngoại bang. Đó là những cái điều mà của ban tổ chức cũng như những hội người Cao Niên của Orlando xin được gửi tới và xin chia sẻ cùng với mọi người đồng bào. Xin cảm ơn tất cả quý vị và kính chào tất cả quý vị. Mơ ước một ngày quê hương sẽ để buổi mừng xuân thêm ấm cúng. Hội Người Việt Cao Niên Orlando đã trao tặng quà và chúc thọ các bậc cao niên tuổi từ 80 trở lên. Chúc các cụ đầy đủ sức khỏe, hưởng trọn phúc lộc xuân về. Chúc năm mới trăm điều như ý, mừng xuân sang vạn sự bình an. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình từ Orlando, Florida. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây đã chấm dứt. Mọi liên lạc, đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Minh Thúy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.